yêu 3 năm của mày nhìn thì vẫn thể chơi và với đứa con gái thì bị quá non. Kể cả giọng Huế hay muốn đổi sang giọng Bắc thì cái cách flow của mày chơi thì khá hơn. Admin như mày đúng là tự nhục mấy cho rẻ rách và sẽ anh em. Muốn phát triển kênh thì mày ghê rồi nên đi tha đét để mà có phép. Từ cái tên nghe xong mày đã sớm bị bỏ tôi quay đầu. Ông bà già mày đã tên mày là Nhật vì khi sinh ra là thằng online tàu. Thằng kiểu vẫn bát thì bảo sao mày gả thế. Thì người đầu tiên để mày mong có người kế. Nhà của Nhân Nguyên thì như một cái lồn. Thế nên bố mày cũng duy vui và mà nghe. Baby có một thằng rất là ngu, tại liền nhắn khuyên chúng mày đừng xa nhà. Con chó Nhật bao năm flow vẫn thế, y hệt như cách mà nó để Ava. Lúc nào cũng trạng thái bị ngáo đồ, nhìn như mấy con chó bị chai mặt. Ảnh Facebook cái kiểu chụp đăng trước để mày che giấu mày là thằng hai mặt. Đố mày rap giống kiểu như tao phải sự nghiệp mày. Chỉ có một flow để bản thân tao là cho mày biết là trình độ tao nó chất như nào. Cái tên của tao không ai để vào để pha của mày. Có phải để tao cho nó bảng vàng, chỉ có một tên tao. Nghe nói muốn trở thành Skyler, phát ngôn celeb thì trông cũng láo nhờ. Ừ thì mày cũng giống Skyler, nhưng mà ở khoản chi đá và áo đồ. Như Skyler khi chơi đá vào thì gặp đối thủ với ông ấy là thương sưng. Còn thằng Nhật sau khi chơi đá vào lấy vít thương cao xuống mấy con như cức. Giết con chó trên mày con biết mày bị tao chửi nên cũng chỉ biết tím. Game này dễ cứ như là đá phạt, tao vẫn sút vào dù mày có che chi.